Nguyễn Thị Oanh tạo kỳ tích lịch sử với 4 huy chương vàng tại SEA Games 32, vượt qua Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung 10.000 m. Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi cô trở thành vận động viên đầu tiên giành được 4 huy chương vàng tại đấu trường SEA Games. Chiều ngày 12 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh về nhất trên đường chạy 10.000 m nữ với thành tích 35 phút 11 giây và có tấm huy chương vàng thứ 4 ở SEA Games 32. Với việc đạt được thành tích này, Nguyễn Thị Oanh chính là vận động viên đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương vàng cá nhân trong một kỳ SEA Games. Phạm Thị Hồng Lệ đoạt huy chương bạc với thành tích 35 phút 21 giây 9, còn Odekcha Nabaiho của Indonesia nhận huy chương đồng với 35 phút 31 giây 03. Nguyễn Thị Oanh đã nâng cao thành tích ở SEA Games với 12 chiếc huy chương vàng. Với huy chương vàng này, hiện tại cô cùng Nguyễn Thị Huyền là hai vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất ở các kỳ SEA Games. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đã giành tổng cộng 12 huy chương vàng và một huy chương bạc ở các kỳ SEA Games. Năm 2013, vận động viên 28 tuổi giành huy chương bạc nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Năm 2017, cô gái đến từ Bắc Giang giành huy chương vàng nội dung 1.500m và 5.000m. Tại Philippines năm 2019, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 huy chương vàng nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Ở SEA Games 31 và 32, cô gái Bắc Giang đều giành huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đáng chú ý, tại SEA Games 32, việc giành 2 huy chương vàng ở hai nội dung là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật thi đấu. Sát giờ chỉ cách nhau 20 phút, Nguyễn Thị Oanh đã gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam và cũng khiến các đối thủ ngã ngũ thán phục. Ở thời điểm này, khi Nguyễn Thị Oanh giành chiếc huy chương vàng, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 11 huy chương vàng. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 14 huy chương vàng ở SEA Games năm nay.